Thỉnh thoảng bận phết đấy. À thế à? Em bán hàng nữa, em bán hàng hơi bận nhưng mà. Ngoài ra ngoài này không biết hàng nó đúng không? Cứ ra thử xem nào. Còn kết nối không? Còn, vẫn nhìn rõ mà. Giật giật rồi. Rồi. À. Đấy rồi. Anh để cái máng nước hơi ít, anh để thêm 2-3 cái máng nước nữa đi. Mà anh lấy cái như kiểu cái video của em ấy, nó như kiểu cái máng gốm đấy, kê kê hai viên gạch chỉ để nằm lên. Hôm mà đi về tối không mua được cái khu nhà không có bán rồi chứ, cho nó ăn tạm những cái này đã. Chỉ phải tạm nó tạm. Này xong rồi là hôm nào anh đi. Tạm là tạm thế nào, không tạm được. Anh mua tạm cho em, mua cho em cái chậu rửa mặt màu trắng trắng hồng hồng được. À thế à? Cái chậu nhựa đấy. Nhựa cũng được. Chậu nhựa đấy, nhưng mà nhớ là phải kê, kê gạch nó lên, không là nó trèo vào. À thế à? Đừng để nó trèo vào. Quá không? Không, nó đứng cổ nó dài, nó với uống tới mà. À thế gì? Vâng, nghĩa là trong anh làm luôn. Làm luôn đi, anh thấy có con nào nó chậm chậm không? Đúng rồi, nó đi lại đều rồi. Vâng, anh để ý nó liên tục trong vòng tuần đầu này này, con nào mà nó hay nằm thì mình lấy rau lấy cám cho vào khoang miệng cho nó. Cho nó uống 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 gà, uống thuốc như chuồng khuân nguyên thế này là được rồi. Thế nó đi nhẹn đều hết rồi mà. Thì nó cứ qua tầm một tuần là nó bắt đầu bén máng, là nó ăn mạnh, bắt đầu nó yên tâm. Trưa nay trở đi nó nhặt nhạnh mạnh hơn rồi. Nó càng ngày anh vừa cho... càng ngày càng sõi đều rồi. Ừ. Tối nó ngủ nó có tụm vào cái tấm thảm đấy không? Có tụm ở trong thảm nhưng mà nó san đều hơn, nó không trèo lên nhau đâu. À, cơ bản là mấy hôm nay nó cũng không lạnh. Ừ, nếu nó lạnh thì mình thắp bóng màu, nếu không lạnh thì mình thắp bóng sáng thôi. Đúng rồi. Anh thắp để... anh nhỏ cái la sota chưa? Anh nhỏ, anh về anh hỏi đây đi, anh dùng sát trùng vốn lại luôn mà. Đấy, phải cẩn thận như thế mới tốt. Anh về anh la sota gấp một lọ vaccine. Nó cộng với lọ nước xanh, nó bỏ hòa lắc lẫn vào nhau thì mỗi con cho 1 đến 2 giọt vừa thì nhưng mà giọt vừa hết sao? Chạy nhanh phết đấy. Chạy nhanh rồi mà, nhanh nhẹn rồi mà. Đấy thì chỉ nội trong vòng 2 ngày nữa là bỏ thảm đi. Ừ. 2-3 ngày nữa bỏ thảm. Bắt ơi. Bắt ơi ít để cái bắt 30 con thì nó có xem nhỉ. Nếu mà mình nuôi mà cảm thấy tự tin thì mình bắt thêm 10 con nữa thì nhà có xe thì xuống, không thì em gửi qua xe khách cũng được. Thôi cứ thử phát này đã, đằng nào cũng xong rồi để anh rồi. Rút kinh nghiệm nó. 20 con đảm bảo rồi sang nhiều. 20 con là được rồi, mình cứ nuôi vừa nghe ngóng. Ừ. Kết nối phây lời lưu của anh ấy. Vâng vâng, em kết nối. Anh gửi cái ảnh của Nick Phây ấy, rồi như có một cái ảnh của đứa bé với cháu ngoại ấy. À em nhìn thấy rồi để em tìm. Anh để ý nó trong cái tuần đầu này nhá, để ý các thứ và mọi vấn đề là sát sao vào. Rồi. Vâng, đấy cứ cẩn thận như anh xuống tận nơi em bắt chọn cho này đồng đều tất 20 con nào cũng chạy nhanh như là ngoài sa mạc, cái này là tốt rồi. À bây giờ đấy nó chạy đứng dậy nó đi lại đều mà. Nhưng mà hôm đấy tiếc là em đã cho cái thảm đấy, nhưng mà là chuyện nọ chuyện kia quên bố mất. Về lúc đấy em nói mãi vợ em bảo nào gói vào rồi mà không nhớ để vào cho bác ấy. Vậy anh cắt ngay 3 mét dài. Trưa nay bỏ đi cắt thêm các ổ chim này. À. Vì cái này anh thường xuyên dùng mà.
Hiện thì chú bảo là không gì về anh, đằng nào anh dùng. Vâng. Anh Đang lên đây chơi nhá. Biết bao giờ mới lên được? Suốt ngày bận bịu mà chim gáy với đà điểu, biết bao giờ mới lên được? À thế à? Cái này thành công này là anh làm trại to đấy, anh nắm nắm ý tưởng rồi, anh xuống dưới vườn trại là anh bắn tôn khoảng cao 1 mét đến 1,5 mét xong chơi tiếp bắt kiểu này cao khoảng tầm nó khoảng 2,5 mét anh quay chạy luôn á. Anh có cái bãi, có thời gian thì huấn luyện đến 1, 2 con, 3 con cưỡi được thì bán đắt tiền lắm. Bãi có mà Nhưng mà nhưng cưỡi 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 thuần được ấy. mà nhưng mà nó phải cơ thể nó phải to thì mới cưỡi được chứ. À, thì nhưng mà mình phải huấn luyện cho nó đeo cát từ lúc 30 cân ấy. Vì sao mình xem nó có trong thể con nào mà nó trội xem có thể là nó được khoảng tạ thì nếu mà đến huấn luyện được nó quá không gì Vâng. không Vâng. anh lên vây nhiều thằng thích lắm, nếu anh thành công thì nhiều thằng nuôi theo anh lắm. Người ta hỏi nguồn gốc thì giới thiệu chú Tha Ba Vì. Chú ấy ở ngay chạy Chị Phương. Chị Thị Phương. Phương lấy lấy hẳn chạy cho nên chú là điều Thị Phương cho mà. Hôm đấy em tiếp đãi bác có gì mà nó không được chu đáo thì thông cảm em nhá. Rồi, không vấn đề gì đâu mà. Vâng, được cái này em gống mái em chọn từng con một cẩn thận cho bác. Rồi, rồi. Vâng, thế thôi bác làm gì bác làm đi nhá. Thỉnh thoảng có gì anh em mình trao đổi hình ảnh để nắm bắt được cái con giống như nào nhá. Rồi, có gì anh sẽ trao đổi thêm. Ok. Có dám cho ăn thêm bây giờ không? Dạ. Bây giờ có dám cho ăn uống thêm cái gì không? Còn bây giờ nó ra cho bạn úm này, nó đang như này thì mình cứ rau sạch cám khô cho uống cái hàng thuốc bổ với các thứ đấy để cho nó hết cái đường ruột của nó. Bây giờ nó đang 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 hoàn thiện, mình không lên cầu kỳ quá. Bây giờ nó đang lớn bằng cái lòng đỏ của nó mà. Bây giờ là sáng nay anh vớt cho nó mấy viên một nó ăn nhá sắp hết kìa. Thì mỗi một con chỉ khoảng 3 viên một ngày thôi, với lại nó quan trọng nhất là anh phải để ý nó trong vòng tuần đầu này, để ý cứ ngó nghiêng nó liên tục vào. Cái giống này thì thực ra theo kinh nghiệm của em nuôi á thì phần lớn là nếu mà nó bầy đàn thì nó rất dễ dễ nuôi, mà anh để ý liên tục con nào mà cảm thấy nó hay đứng không mà nó kém ăn ấy, thì mình vo vo cái rau với lại nhúng cám cho vào khoang miệng của nó là mình hỗ trợ nó, cộng với một số cái thuốc bổ của người hoặc là trứng gà lòng đỏ đấy thì mình bơm vào khoang miệng cho nó đấy, thì nó sẽ nó kiểu như mình, như kiểu là ốm, trẻ con ốm mình gọi là hỗ trợ kịp thời thì nó lại qua, nó lại nhập đàn bình thường mà. Mà thấy cô bảo anh về đến chỗ tôi anh mua một cái xe lanh to cái loại để hút thức ăn đấy nhưng mà chưa thấy vấn đề gì anh chưa dám Thế có nhưng mà ăn thức ý là mình cứ để ý hàng tiếng một, vài tiếng một mình để ý con nào nó như nào mình xử lý luôn thì không vấn đề gì. Nhưng mà mình để nó khoảng tầm 2 ngày mình không để ý nó thì đương nhiên là lúc đấy nó muộn, nó khó nuôi hơn. Nhưng mà liệu có phải nhỏ cái gì không ăn bây giờ? Không, anh nhỏ này rồi thì khoảng tầm tuần nữa anh lại nhỏ một lượt nữa. Không bỏ cái thuốc xử lý sợ nó rụi mắt đấy liệu có phải nhỏ cái gì chưa? Không không nó, cái loại này là mắt của nó khi mà nó ấy là qua 3 4 ngày là tự nó thích nghi, mà nó tự nó ở ngoài bình thường hoang dã thì nó ở cát chứ ở đâu. À thế gì? Sau mấy hôm nữa nó anh thiết kế chuồng trại làm sao mà nó lớn, là càng lớn nó càng phải thay đổi chuồng trại, còn càng phải cơi nới ra như cái video của Chuồng trại em. Dạ. của anh này mà từ đây sang bên kia là 30 mét mà chắc sau nó sẽ lại trong 20 con này đấy. Vâng, để ý nó là loại này là nó khi mà nó đã cứng cứng 2 cân rồi là anh phải cho có sân chơi thoáng đãng, và nó phải có cái độ ẩm ở trên đất, rồi nó có như kiểu cái vòi nước. Anh xem kỹ cái video của em ở chỗ 2 cây sấu đấy nhá. Rồi rồi rồi. Thế chứ thực ra là Thế nhưng mà loại này mà anh nhốt ở trong cái nhà mà bí là sau là nó lớn đến nó 2 3 cân là nó không cẩn thận nó bị khô chân.
khoảng khoảng tầm 2 tháng trở ra anh cho xuống vàng một cái vườn nhà, cũng còn một cái vườn khoảng tầm cũng dài 50 mét, khoảng tầm 20 mét thì có tạm đây đó, nhưng mà sang 2 tháng riêng mới chuyển chạy kia. Không, nhưng mà cái bãi này nó chỉ chống được khoảng 15 ngày 20 ngày thôi là anh phải chuyển đấy. À thế á? Nó chỉ chống được 15 ngày là anh phải chuyển ra cái khu chuồng riêng ra, phải đầu tư đi, chứ bây giờ làm kinh tế là mình không có thể đại khái được đâu. À thế à? Cái giống này nó là giống nó thích ở ngoài đồng, ngoài sa mạc, chứ đây là chẳng qua nó là trong giai đoạn nó đang đang úm thì thế thôi, chứ còn 15 ngày nữa anh thấy nó vận động kinh mà nó ỉa nhiều rồi, nó cần cái sân chơi nhiều chứ anh. À thế gì? Vâng, anh bây giờ anh nếu mà anh có bãi là anh phải lợp, anh phải tạo sân dần đi. À cái chỗ lợp thì không phải ấy rồi, nhưng mà phải bây giờ lại phải chứ không 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 nuôi chung ở trong cái khu chuồng chim này được đâu. Nó chật mà nó bí mà nó không phù hợp. Thế này được khoảng tầm được trong 1 tháng thôi chứ. Không được, cái em nghĩ là 15 ngày là anh phải chuyển. À thế à? Cái dòng này nó lớn từ ngày luôn mà. Nó thích nghi ở ngoài không khí ngoài trời phải không? 10 ngày nữa, 12 ngày nữa em nói anh gọi cho em anh còn không nhận ra luôn. À thế gì? Nó lớn nha, như bầu ấy, anh phải hiểu như thế. Rồi. Nên ra là em đấy, nó chạy tít đi. Nó nhỏ hơn nhưng mà nó vẫn nhanh nhẹn kệ, nó chưa phải làm một cái gì cho nó phải không? Thế thì em bảo là mặc dù em bắt cái đàn nó không nhất thiết, thời điểm em bắt nó không phải là quá to so nhiều người không hiểu, nhưng mà em cứ chọn chân cẳng vuông to rồi rốn riết cẩn thận thì em vẫn chọn cho bác mà. Rồi rồi. Để tinh thần phải chuẩn bị khu nuôi cho nó đàng hoàng vào, bây giờ anh bỏ vốn ra cũng vài chục triệu chứ không phải là mình làm kinh tế nó phải rõ ràng với nhau ra, nhưng mà nó phải có đầu ra đầu tư, nó phải theo nó, chứ bây giờ không đại khái được đâu. Anh em phải chia sẻ luôn thế để anh nắm bắt được. Nhất trí rồi. Đầu tư ra 5-7 triệu nộp nán nộp niếc xây cột xây kèo làm sân chơi dần đi. Rồi rồi, nhất trí. Không, cái chỗ này nó chỉ chống được từ 12 đến 15 ngày đổ lại thôi nhá. À thế à? Vâng, đấy. Rồi, nhất trí rồi. Phải nói chuyện thỉnh thoảng nói chuyện thì mới điều chỉnh được. Ờ. Vâng, thường cái buổi chiều tầm 3 giờ điện cho em thì em rỗi nhất trong ngày là tầm 3 giờ. Nhá. À, thế gì? Vâng. Ờ. Ok, thế nhá. Ờ, thế chú bạn làm gì? Vâng. Ờ. Ok, em chào bác. Rồi, thế nên mà chưa cho thôn xã nào. Chưa cho thôn xã nào, nó chả biết biết đâu em lên trên chỗ chú Bắc Giang em tạt vào đây. Anh ngã tư Nhất Thành, xã Quý Sơn đấy ạ. Ngã tư Nhất Thành, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đúng rồi, đây khu nhà anh ở đây này. Rồi, phố xá nhờ. Ừ. Rồi, ok. Ok anh nhá, chào anh nhá. Vâng. Rồi anh cúp máy đi, nhá.